Đông Nam Á tăng tốc trên đường đua tiêm chủng nhằm sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, hướng tới cuộc sống bình thường mới. Các nước thận trọng lên lộ trình, hàng loạt biện pháp được đề ra. Thưa quý vị, sau gần 2 năm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 thì nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đẩy nhanh các biện pháp nhằm sống chung an toàn với dịch bệnh. Từ đó dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế và đưa cuộc sống từng bước ổn định ở trạng thái bình thường mới. Việc khu vực Đông Nam Á tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vaccine là tiền đề quan trọng để các nước có thể thúc đẩy chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19. Và đây cũng sẽ là nội dung chính của tiêu điểm quốc tế ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, Malaysia, một trong những nước từng có tỷ lệ mắc COVID-19 trên đầu người cao nhất ở Đông Nam Á, nay đã tiêm chủng đầy đủ tới hơn 90% dân số. Nước này cũng đã mở cửa du lịch nội địa cho những người đã tiêm chủng đầy đủ. Còn tại Singapore, tỷ lệ 83% dân số được tiêm chủng đầy đủ mà nước này đang có là một cột mốc quan trọng để bước sang giai đoạn 2 mở cửa trở lại. Singapore hiện đang ở trong giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị. Ở Campuchia thì hơn 71% dân số đã hoàn thành việc tiêm chủng. Thái Lan cũng là nước có tỷ lệ tiêm chủng tích cực với hơn 50% dân số đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, Việt Nam cũng được đánh giá là nước có tỷ lệ tiêm chủng nhanh và xếp thứ 5 trên thế giới với ngày cao điểm đạt 1,5 triệu liều một ngày. Vâng, tỷ lệ tiêm chủng là yếu tố then chốt để tiến tới cuộc sống bình thường mới. Và với những tín hiệu tích cực trong tỷ lệ tiêm chủng hiện nay, thì các nước Đông Nam Á đang dần chuyển sang chiến lược sống chung với COVID-19 một cách thận trọng bằng cách kết hợp nhiều biện pháp khác nhau. Vào cuối tuần trước, Singapore đã công bố loạt 7 biện pháp hướng tới cuộc sống bình thường mới. Từ ngày hôm nay, những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ sẽ không được vào các trung tâm mua sắm, địa điểm tham quan và không được sử dụng dịch vụ nhà hàng, quán ăn tại chỗ. Những người đã tiêm phòng đầy đủ cũng chỉ được phép đi ăn hàng với tối đa 2 người một nhóm. Người chưa tiêm phòng đầy đủ chỉ được mua mang về. Theo quy trình mới của Bộ Y tế Singapore, những người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 sẽ nhận được các cảnh báo về nguy cơ và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Họ sẽ phải tự cách ly và tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong 7 ngày. Nếu 7 ngày đều âm tính thì không cần tự cách ly nữa. Người dân được khuyến cáo chỉ đi khám nếu có kết quả dương tính và cảm thấy không khỏe. Xét nghiệm PCR sẽ chủ yếu dành cho những người cảm thấy không khỏe và có các triệu chứng bao gồm sốt, ho, mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác, đau họng, đau cơ. Trong khi đó, chương trình hồi phục tại nhà được áp dụng đối với tất cả các bệnh nhân COVID-19, ngoại trừ một số nhóm người có nguy cơ tổn thương cao như người già và trẻ nhỏ dưới 4 tuổi. Ngoài ra, Singapore có thể triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ dưới 12 tuổi vào đầu năm sau. Singapore cũng sẽ mở rộng đối tượng tiêm liều tăng cường sang các nhân viên chống dịch và người đã tiêm đầy đủ vaccine từ 6 tháng trở lên. Và cuối cùng, Singapore sẽ thực sự bước vào giai đoạn bình thường mới khi số ca mắc cố định chỉ vài trăm ca một ngày, mà hoạt động như trước đại dịch được nối lại và người dân khi thấy đám đông không còn cảm giác lo sợ. Phải mất từ 3 đến 6 tháng mới tiến được đến cuộc sống bình thường mới, nhưng chúng ta sẽ làm được một cách thận trọng và an toàn với ít tổn thất nhất có thể. Trong khi đó, Indonesia đang chuẩn bị lộ trình bình thường mới để triển khai khi đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Theo đó, phải tiêm được 2,5 triệu liều vaccine một ngày và giảm số ca mắc hàng ngày xuống dưới 5.000 ca. Còn Malaysia, sau khi đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho 90% dân số ở độ tuổi trưởng thành, đã cho phép những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 đi lại tự do. Tuy nhiên, người dân được kêu gọi duy trì cảnh giác, tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn về y tế và đảm bảo an toàn sức khỏe vì bản thân và cộng đồng. Vâng, sau khi đặt ra lộ trình, đặt ra biện pháp sống chung với dịch bệnh COVID-19, thì các nước Đông Nam Á đang tích cực thúc đẩy việc tái khởi động ngành du lịch với những điều kiện an toàn nhất định. Bởi đây chính là mục tiêu mà nhiều quốc gia Đông Nam Á hướng tới khi mà tỷ lệ tiêm chủng bắt đầu được nâng cao nhằm vực dậy nền kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tại Thái Lan, các hãng hàng không đã được vận chuyển hết công suất chuyến bay nội địa thay vì hạn chế 75% số chỗ ngồi như trước đây, với điều kiện hành khách đi máy bay được tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước chuyến bay. Ngoài ra, từ tháng sau, Thái Lan sẽ mở cửa đón du khách đã tiêm vaccine từ 10 nước nguy cơ thấp, cho biết họ được tự do đi lại nếu xét nghiệm âm tính. Bali, hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất Indonesia, cũng quyết định sẽ mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào ngày mai 14 tháng 10. Đây là giai đoạn đầu của hành trình mở cửa du lịch của Indonesia. Các du khách phải cách ly tự trả
trong vòng 8 ngày. Chúng tôi được yêu cầu chuẩn bị số phòng khách sạn cách ly gấp ít nhất là 8 lần tổng số du khách đến hàng ngày. Ví dụ nếu có 1.500 du khách đến, số phòng phải chuẩn bị sẽ là 8 lần con số đó. Nhiều nước Đông Nam Á khác như Malaysia, Singapore và Philippines cũng điều chỉnh chính sách để hồi sinh du lịch. Như Malaysia, dự kiến sẽ nối lại du lịch vào ngày 1 tháng 11 trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 giờ đã ở mức cao. Vâng, có thể nói là các nước ở Đông Nam Á đều đang từng bước nới lỏng theo lộ trình khá thận trọng. Đây là kết quả của việc điều chỉnh chính sách chống dịch từ Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý là virus hiện vẫn đang lây lan tại một số quốc gia Đông Nam Á. Do vậy, người dân được khuyến cáo là vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh mới có thể sống chung an toàn với COVID-19.